Em khó đi vào giấc ngủ, ngủ không được, ít kinh mà kinh ít nữa thì làm nào bác sĩ. Tầm U35, 36, 37, 38 mà đã bị như này rồi, không biết bao giờ mãn kinh nó rất sớm đấy. Thanh xuân chị em ấy, nó chỉ có tầm bao nhiêu thôi. Ví dụ đi là từ 25, 45 mình có 20 năm. Nhưng mà thanh xuân của người đàn ông thì nó tận 65, 70 tuổi. Tức là hơn chúng ta khoảng tầm 20 năm. Thế nên mới tầm U30, 35 mà đã khó đi vào giấc ngủ thì làm ngay ba việc này nhá. Thứ nhất là không làm hai việc cùng lúc. Ví dụ vừa ăn cơm vừa lướt TikTok đấy là không nên, hoặc là mình vừa làm việc A vừa làm việc B, tức là khi mà hai việc cùng lúc mà nó khác nhau không cùng một ngạch thì não mình nó sẽ phải suy nghĩ vào hai chiều hướng. Ví dụ như là mình vừa tập thể dục mà vừa lướt điện thoại thì não mình nó sẽ phải xử lý hai công việc không cùng ngạch với nhau, dẫn đến là mình sẽ bị mất tập trung mà khi ngủ cực kỳ khó luôn, vì lúc đi ngủ não mình nó lại nghĩ một việc khác là mình không thể ngủ được. Thứ hai là tập thể dục nhưng mà dưới ngưỡng chịu đựng, tập quá sức là không ngủ đâu nhớ, đừng có nghe là tập thể dục là ngủ ngon, cái đấy đúng rồi nhưng mà chưa đủ. Thứ ba là bổ sung thêm magie, bác sĩ tin rằng là rất nhiều chị em thiếu magie, hoặc là mình xịt thêm những cái có chứa melatonin để tăng khả năng ngủ ngon, bởi vì melatonin được sản sinh nhiều khi chúng ta còn trẻ và phòng ngủ tối hoàn toàn. Nếu phòng ngủ mà bật đèn ngủ lên mà khó ngủ thì tắt tối, đeo om đi thì ngủ nó cũng sẽ ngon hơn. Và thứ tư quan trọng nhất, cân nhắc bổ sung nội tiết tố với một số trường hợp cụ thể. Ví dụ như là các chị em mà kinh ít và ít kinh thì mình có thể xem là mình bị mấy ngày, ngày xưa 5 ngày, bây giờ 2 ngày đúng không, là coi như ít rồi, tức là nó bị giảm hơn so với ngày xưa, thì mình cân nhắc và mình nghiên cứu là dùng thêm các sản phẩm có chứa nội tiết tố. Nhưng tuy nhiên chị em chưa biết chọn loại nào, nhắn tin cho bác xíu để được chọn đúng cái loại và xem là mất ngủ do nguyên nhân gì hay là khó ngủ do nguyên nhân gì, tránh trường hợp là mình mua về không dùng được, rất lãng phí nhá. Comment TV của mình bóc cho bác xíu. Ok, bye bye chị em.